mãn nhãn với màn trình diễn drone show chào đón năm mới cực ấn tượng tại Busan. Để chào đón năm mới 2024, Hàn Quốc chơi lớn khi triển khai chiến dịch OOH thắp sáng bầu trời đêm với màn trình diễn drone show vô cùng ấn tượng ngay trên bãi biển Wangali, Hàn Quốc. Cụ thể, hàng ngàn chiếc drone thiết bị bay không người lái đã được chuẩn bị để mang đến màn trình diễn ánh sáng đặc biệt, chiêu đãi khán giả. Mở màn buổi diễn, những chiếc drone xếp thành hàng loạt hình thù khác nhau tượng trưng cho những nguyên tử đang bay lơ lửng trên bầu trời. Sau đó, một quả cầu khổng lồ xuất hiện, thu hút sự chú ý của rồng xanh khổng lồ. Khi con rồng thức giấc, nó nhanh chóng bay đến và nuốt trọn quả cầu. Tiếp theo đó, khán giả được chiêm ngưỡng màn pháo bông được tạo ra từ chính những chiếc drone. Khi màn trình diễn gần kết thúc, toàn bộ thiết bị drone được tập hợp lại thành những ô vuông khổng lồ trên bầu trời, sau đó dần dần hạ xuống mặt đất. Buổi trình diễn kéo dài 10 phút đã mang đến cho đông đảo khán giả có mặt những trải nghiệm thị giác thú vị. Video ghi lại cũng nhận được phản ứng vô cùng thích thú của cư dân mạng. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trời nha.